Xin chào các bạn, đây đến kênh của Dũng Xe Tải. Hôm nay mình tiếp tục về một con xe Kia đời 2000, thùng mui bạt 5 bừng mở, thùng dài là 4,5m, tải là 1 tấn 9, dưới 2 tấn, tổng tải là 5 tấn 2, đời 2000, dành cho anh em mua về khởi nghiệp. Biển số là 60N5731. Xe này là xe nhập khẩu từ hồi xưa, thì Kia Fanter, thùng dài, thùng mui bạt tải tính chính rất là lớn dành cho anh em đời 2000. Bên mình xe này thì mình có nghĩa là cái khách hàng mới làm lại máy này, cặp giỏ đầu mới thay, thì xe chạy cực giọt cực mực luôn, nói chung là bạc đạn đoạn ghế họ thay hết, đến lúc đầu họ để chạy nhưng sau đó nhu cầu thay đổi họ bán cho bên mình và mình đã thâu lại. Thì sau đây mình mới đem đi rửa về, hôm nay mình qua đây mình quay cho mấy bạn một chi tiết để mình review cho anh em thấy. Thì xe những đời 2000 này thì cái điều quan trọng nhất của cái xe này đó là chính là cái dàn giỏ họ mới thay và cái máy họ mới làm, đạp rất là mượt, có nghĩa là tải đi 1 tấn 9 thì xe mình chạy cực ngon. Thì bắt đầu mình vào chi tiết cho các bạn á. Cặp giỏ xe thì chủ xe mới thay, cặp giỏ đầu, giỏ sau thì hơi yếu, cặp giỏ sau thì với một tạo một chở 1 tấn 9 thì các bạn biết tải trọng cho phép đây, 1 tấn 9, xe thùng dài Kia Fonte, mình mới đem đi rửa về thôi. Thì những đời 2000 thì mình chỉ quay chi tiết phần cơ bản thôi, dành cho anh em khởi nghiệp. Thì một con xe mà đã được làm máy rồi, đèn đuốc và xe cũng chuẩn bị đăng kiểm, thì các bạn biết rồi, mới một con xe đời 2000 như vậy là cũng khá là ok. Đó, mình quay cho mấy bạn chi tiết nè. Nội thất cũng tương đối thôi. Xe chạy được 20 năm rồi thì cũng không còn đây, cần số còn mất cần số luôn. Mình chế cái cần số này các bạn, gear bên này 13 là nó ngược với xe sau này, 135, 24 mà dưới. Đây này, bữa mình chế thì nhiều anh em chạy không quen đó thì sẽ rất khó chạy. Đây là giấy tờ của xe. Xe thì đứng tên cá nhân, sổ đăng kiểm đây. Mình rút cái sổ đăng kiểm ra để mình quay cho các bạn thấy nha. Mình đọc cái sổ đăng kiểm cho các bạn. Xe đây, biển số 60N5731. Xe này gốc Đồng Nai luôn. Ô tô tải có mùi, nhãn hiệu là Kia này, Fonte 2,5 tấn này. Đây số khung, số máy. Đây là nước sản xuất, là xe này xe nhập là 2000. Tới 2025 là hết đời, xe này có cải tạo rồi. Ở đây không có kích thước thùng xe luôn, nhưng thật chất là cái thùng của nó dài là 4,5m. Đây là kích thước phủ bì này các bạn thấy không, 6m2, 1m980 và 2m960 là chiều cao. Thì có nghĩa là cái xe này dài 4,5m. Khối lượng chuyên chở cho phép là 1 tấn 9, tổng tải 5 tấn 2. Xe này máy sử dụng máy lớn, máy 3.6 mà khách hàng mới làm máy hết 17 triệu, máy chạy cực bốc luôn. Xe này mình lấy ở trên Đồng Nai về, tới ngày 4 tháng 4 2021 là mình phải đăng kiểm rồi. Đây các bạn, xe không có gắn thiết bị hành trình gì hết, cũng có phù hiệu nhưng mà cái phù hiệu này không có xài tới, tại vì không có cần thiết phải xài phù hiệu này hết, phù hiệu này phù hiệu bỏ. Xe này đây đứng tên cá nhân, chủ xe ở Biên Hòa luôn. Rồi cái phần giấy tờ mình đã review cho anh em, quay cho anh em đã thấy. Thì sau đây mình sẽ quay phần cái thùng xe này thất cho các bạn. Rồi với xe như 2000 này, máy mới làm, xe chạy cũng khá là liên lạc, bạc đạn Amaya họ mới làm lại hết, anh em mua về chỉ việc chạy thôi. Xe tới ngày 4 tháng 4 2021 là mình phải đăng kiểm rồi. Cặp giỏ đầu chủ xe là mới thay hoàn toàn luôn các bạn, cái giỏ xe là cũng là cái anh giá giỏ luôn á, họ khuyến mãi cho mình 2 cái giỏ để thay luôn nhưng mà mình chưa có thay. Đấy các bạn thấy không, mình chỉ đi rửa về thôi, đặc biệt xe mình đi rửa và mình không có làm nhiều. Thì thường thường xe cũ á là anh em muốn dọn theo ý mình thì mình chỉ có rửa sạch những điểm, quay những điểm nào xấu nhất cho anh em thấy. Anh em về đời này đợi 2000 chắc anh em đi mua về tỉnh hoặc là chạy nội bộ cho công ty là khá là ok. Xe thì cũng được liền lạc, nói chung là đời 2000 tới thế là nó ok rồi. Cặp giỏ đầu máy thì mới làm, bình thì sử dụng bình 2 bình 24V, sắt xi nhất là cũng được sơn lại hết, anh em phải không phải làm hết. Đặc biệt là cái thùng rất là chắc này, các bạn nhìn thấy không, đà gỗ. Cái xe này là cái thùng, cái đà ngang là bằng chữ Y nha, chứ không phải U nha. Đấy, tất cả đằng đà bằng gỗ, rồi có một thanh chữ Y chữ ngang, thanh Y ở giữa. Đó, các bạn thấy cái cầu không? Cặp giỏ này thì nó chỉ còn khoảng 50% thôi. Nếu anh em chở đúng tải 1 tấn 9 thì không gì phải sợ. Mà xe này thì không có giỏ xoay cua, mất vỏ xoay cua rồi. Chủ xe chạy làm sao nó rớt mất luôn. Rồi mấy anh làm vá giỏ vô động mà. Rồi thắng thiết đã làm lại được hết rồi. Xe còn trang bị thêm turbo nữa, thắng rất là ăn. Đây mình quay một góc chi tiết. Thùng mui bạt 5 bừng mở, ở sau là một cái vị mở cửa nữa, nhưng mà mình chưa có quay, chứ mình quay vô cho các bạn thấy. 60N5731.
bạt thì sử dụng bạt hai lớp luôn, hai cái bạt lận. Thì đời 2000 này thì cũng chẳng, mình không biết quay cái gì cho mấy bạn gì, chỉ biết cái thùng xe này rất là chắc nha. Sắt là chữ Y nè các bạn thấy không? Chữ U này, đà gỗ này, đàn đà cực kỳ luôn, toàn bằng gỗ hết. Sàn là bằng sắt luôn. Xe này chắc có nghĩa là cái sắt cực kỳ luôn, là có sử dụng tộc bô ở trên nè. Thắng có thêm bô, nghĩa là họ đổ thêm á để thắng cho nó ăn. Rồi đây mình quay cái trong thùng này các bạn thấy không? Đấy, phía trong thùng năm bừng mở, sàn là sàn sắt. Mình không có mở vì đó mình quay cho bạn. Nè, cái thùng rất là chắc chắn. Dành cho anh em về chợ trái cây hoặc bán hàng rong lưu động. Cực kỳ luôn. Mình quay cho các bạn đây. Kia đời 2000 một con xe như vậy thì nói chung ok hết. Nói chung là mua về anh em chỉ việc chạy thôi. Xe đây cực kỳ hộp số mà khách hàng đã làm lại hết rồi. Máy móc hộp số và đặc biệt xe này họ có sử dụng thêm một cái turbo ở dưới á để trợ lực thắng á. Thì turbo để thắng cho nó ăn thôi. Đấy, vỏ thì hoàn toàn mới. Rồi, bắt đầu mình quay cho bạn cái máy nha. Coi cái máy nó như thế nào. Thường quan trọng cái máy. Rồi. Đây, dàn vỏ đây. Đầu dưới cabin đây các bạn. Thì nói chung là đời 2020 năm rồi. Xe thì cũng khá là cứng cáp mà đặc biệt là cái máy xe nó được làm. Heo huyết đã được khách hàng làm lại hết, hộp số má đã được làm hết, đạp rất là giòn. Và đặc biệt cái này là bốn máy sử dụng động cơ Kia rất là lành, bốn máy, máy 3.6. Máy lớn. Đấy, mình cầm vỏ, nhân vỏ đẹp. Đây mình qua bên phụ cho ai cho mấy bạn. Đấy, nhân vỏ, cặp vỏ đầu này. Chủ xe thay, đại chủ xe làm bên giá vỏ á, để họ làm xe giá vỏ lưu động và máy họ làm rồi. Thì lúc đầu là em chủ xe tính là lấy cái này đi miền Tây để lấy hàng về bán ở trên Đồng Nai, nhưng mà sau đó nhu cầu thay đổi thì mình mua lại. Rồi, két nước là mát, máy móc đã được họ làm lại hết. Có nghĩa là máy họ mới làm hết 17 triệu một máy mới lại. Số xe này đặc biệt là không có máy lạnh, đạp giọt lắm, mình chạy thử rồi. Đó, mình quay chi tiết cho các bạn nha. Bảo đảm cam kết với bạn là cái máy xe này anh em về chạy đi thử xe thì bảo đảm mình không chê vào đâu được. Với một người chạy xe như mình cũng chạy thử là sáng mình đi sáng sớm mình gửi chiếc xe này, giờ mình lấy ra mình làm clip cho anh em thấy. Rồi, Kia đời 2000 còn 5 năm hết đời. Thùng dài 4,5m, tải 1,9 tấn. Bên mình đang bán với giá 109 triệu. Nếu anh em là có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0907939211. Mình là Dũng, mình là chủ con xe này. Nếu anh em có bất kỳ mà thắc mắc muốn hỏi cái gì hoặc muốn quay một video gì hoặc review xe gì, anh em cứ liên hệ qua số mình, qua số điện thoại mình đọc trên. Mình sẽ tới tận nơi mình review cho anh em để giới thiệu và bán giùm cho mọi người. Và đặc biệt những con xe mình bán á, hầu như là mình ít dọn lắm. Có mình mua sao về mình đi rửa vào và bán theo cho khách hàng, và khách hàng dọn theo ý của khách hàng. Thì mình không có dọn nhiều tại vì mình là không kiêng về cái đó, mình chỉ kiêng về làm những cái này thôi, giới thiệu cho anh em để anh em về làm theo ý anh em dọn. Còn mình thì mình không dọn, mình không có bùa, không có thay nhớt, không thay gì hết đó. Xe còn sao là y chang anh em mua về là không có sự thay đổi gì hết. Rồi, sau khi mình quay một vòng rồi anh em giới thiệu, nếu anh em cảm thấy kênh của mình hay có thể like hoặc share chia sẻ hoặc có để lại bình luận comment gì đó cho mình, hoặc anh em muốn tìm một cái xe gì đó thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại 0907939211. Mình sẽ tư vấn cho anh em cụ thể từ xe mới đến xe cũ. Tại vì mình là từ dân xe mới đi ra, thì những liên quan tới xe tải á, thì hầu như là mình khá là rành. Từ xe mới, xe cũ thì mình chưa rành lắm, nhưng cũng tương đối. Thì năm vừa rồi mình bán mấy chục xe thì cũng là ok. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm kênh của Dũng Xe Tải. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.